Sáng ngày 13 tháng 10, quận Đống Đa tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận với thanh niên trên địa bàn năm 2023, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Thanh Tùng chủ trì hội nghị. Các bạn đoàn viên, hội viên mạnh dạn, thẳng thắn, trách nhiệm, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình và đề xuất những biện pháp giải pháp của mình, chú trọng và các nội dung như thanh niên phát triển kinh tế, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên tham gia bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự, vân vân. Với tinh thần thẳng thắn và cởi mở của hội nghị đối thoại, các đoàn viên, thanh niên đã nêu 15 ý kiến về 4 nhóm vấn đề: chuyển đổi số, lĩnh vực hướng nghiệp, phát triển kinh tế cho thanh niên, lĩnh vực học tập, nâng cao trình độ, chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn, xây dựng thiết chế văn hóa cho thanh niên. Trong đó, một số ý kiến quan tâm thời gian tới, Ủy ban Nhân dân quận có những chính sách, giải pháp gì để tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của quận Đống Đa, tầm nhìn của quận về việc quản lý vỉa hè, lòng đường và những việc thanh niên có thể tham gia góp phần bảo đảm an ninh trật tự, mỹ quan đô thị và phát triển kinh tế đô thị của quận Đống Đa, kế hoạch của quận trong việc đầu tư dự án xây dựng, chỉnh trang sân chơi thanh thiếu nhi trên địa bàn 21 phường. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo quận, các cấp bộ đoàn quận đã triển khai quyết liệt các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số đến các cơ sở, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần thay đổi phương thức quản trị xã hội, nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác quản lý thông tin công dân. Thanh niên là một trong những lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện chuyển đổi số cách mạng 4.0. Vậy trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân quận có những chính sách, giải pháp gì để tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của quận Đống Đa? Các nội dung đoàn viên thanh niên nêu đã được lãnh đạo quận Đống Đa và đại diện các phòng, ban, đơn vị thuộc quận trực tiếp giải đáp ngay tại hội nghị. Tên đầy đủ của nó là đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Và ngành công an thì là lực lượng nòng cốt trong cái đề án này, thì cũng xác định là dữ liệu dân cư là tài nguyên quan trọng, là dữ liệu gốc và các cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công dân thì phải căn cứ vào dữ liệu gốc. Thế nên là cái vai trò vừa trong thời gian vừa qua thì ở đây thì cũng rất cảm ơn các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên đã tham gia cùng với lại các lực lượng của công an quận và công an các phường trong cái việc thực hiện một số cái đầu việc liên quan đến cái đề án 06, ví dụ như là việc cấp căn cước công dân gắn chip, ví dụ như việc kích hoạt và xác thực cái định danh điện tử. Đây là những cái cơ sở dữ liệu công dân rất là quan trọng để sau này mở rộng cái việc chuyển đổi số. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, thanh niên là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng. Công tác quản lý nhà nước về thanh niên ấy, trong thời gian vừa qua, cũng như trong năm 2023 của quận, thì tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng, các cơ quan đơn vị hết sức quan tâm và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Mà như trong báo cáo đề dẫn hội nghị do đồng chí Phó Trưởng phòng Nội vụ đã trình bày, thì có thể thấy rằng thì mọi hoạt động của quận đều có sự đóng góp không nhỏ của thanh niên. Tôi cho là rất đáng trân trọng và đáng quý. Các hoạt động của thanh niên được diễn ra trên các mặt công tác, nhiều lĩnh vực trong đời sống, góp phần quan trọng việc đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn quận.